Xin được chuyển sang thông tin khác. Xuất hiện tại show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ tạo ấn tượng với điểm nhấn là bộ trang sức kim cương với tạo hình lạ mắt có giá trị lên tới 2 tỷ đồng. Nữ diễn viên diện bộ trang phục đỏ được nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện với điểm nhấn là chi tiết cánh quạt và bó eo. Nhà thiết kế Đỗ Long cho hay, show diễn lần này của anh có từ 70 tới 75 thiết kế, lấy cảm hứng từ câu chuyện và vẻ đẹp của những quý cô thời xưa. Trang phục của Lý Nhã Kỳ hệt như cảm hứng từ mỹ nhân Hồng Kông thập niên 80-90. Năm nay, việc Lý Nhã Kỳ vắng mặt ở liên hoan phim Cannes khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi nhiều năm qua, những màn xuất hiện của cô tại thảm đỏ sự kiện về phim ảnh này đã trở thành thương hiệu của Lý Nhã Kỳ. Lý giải về việc vắng mặt, Lý Nhã Kỳ cho biết do cô bận công việc kinh doanh riêng.